Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận bán kết đỉnh cao của giải cờ tướng Thượng Hải Bôi năm 2021 khi mà danh thủ số 1 Trung Hoa, chiến thần Vương Tuyết sẽ đại chiến cùng danh thủ Tường Xuyên, vua khai cuộc của làng cờ tướng Trung Quốc. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong ván cờ chậm đầu tiên, bên đỏ đi tiên là danh thủ Tường Xuyên và chiến thần Vương Tuyết anh sẽ cầm bên đen. Chứ吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 吃 Và tiếp theo sau phần trên đến từ bên đen thì trong bối cảnh đó hai cao thủ đứng vào cờ. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem ván cờ nhanh thứ hai. Đây là ván cờ mà Vương sẽ cầm bên đỏ đi tiên và Tường Xuyên anh sẽ cầm bên đen.
吃 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 Tiếp theo sau một loạt tình huống cơ, bên đỏ của Vương dùng pháo để che xe, khiến bên đen không tấn công được bằng đường xe, hai bên cho thực chiến đồng ý hòa cờ. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem ván đấu tiếp theo của đối bên trong thể thức cờ chớp. Đây là ván cơ mà danh thủ Tưởng Xuyên sẽ cầm bên đỏ đi tiên và chiến thần Trung Hoa ngoại tinh lấy khách Vương Thiết Anh sẽ cầm bên đen. Chứng chứ. Chứ. Chứ.
吃 吃 吃 吃 将军 吃 将军 吃 吃 将军 吃 将军 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 将军吃 将军
Và tiếp theo sau phần cờ cho chuyển pháo bên góc độ 6 đến từ bên đỏ của danh thủ Thường Xuyên, thì trong bối cảnh trên đều chúc thế công hùng mạnh về cờ tàn của biên tiên, danh thủ vương thiết cao thủ số 1 của kỳ đàn Trung Hoa đã phải buông cờ xin thua trong trận chiến trên trước Thường Xuyên. Như vậy kênh Học Cờ Tướng Online vừa gửi tới các bạn phần đầu trên để cho trận bán kết của giải cờ tướng Thượng Hải Bôi năm 2021, một trận cờ thi đấu rất hay, đỉnh cao của danh thủ Thường Xuyên trước chiến thần Vương Thiết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.